Xin chào tất cả quý vị các bạn. Thì hôm nay nhà nông 25 giờ mình muốn gửi đến quý vị các bạn là một vườn bưởi phôi để phục vụ cho những Tết năm tới, là mà bưởi cảnh, những phôi bưởi đã hạ. Thì cái dòng phôi bưởi này cũng đã được đánh được vài tháng rồi. Tầm gốc thì cũng tương đối là khá là to. Chung phi này nó tầm khoảng, nếu mà đo đường kính ra, nó tầm khoảng hơn 20 phân. Đấy là đường kính của cây. Đấy. Thì giới thiệu với quý vị các bạn là vườn bưởi này của anh Hiệp. Hiện tại là vườn đang được trồng ở tại thôn Trấn Đông, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ và tỉnh Hưng Yên. Đấy. Thì số lượng cây cũng tương đối là nhiều, cũng khoảng đến vài trăm gốc đấy. To nhỏ đều có. Nhưng mà đa số cái dòng loại đường kính 20 hơn 20 là nhiều. À, dòng đấy là dòng chủ yếu. Số lượng cây đa số là loại to nhé. Đấy, những cây mới hạ thế được 1-2 tháng và cũng có nô ở bên dưới kia được 3-4 tháng rồi. Thì sẽ quay cho quý vị xem cái nô bên dưới đấy, nó cũng bắn già rồi. Thì hình thức gọi là gốc cũng như nhau thôi. Gốc khá là to và đẹp luôn. Cây sạch, không sâu bệnh nha, không bị thối luồng nói trong. Đấy. Thì như thường lệ mình sẽ ghim lại số điện thoại của anh Hiệp ở trên tiêu đề để cho quý vị và các bạn liên hệ trực tiếp, và cũng theo chia sẻ của anh, như cái với cái giá cây để cho những năm tới, anh sẽ muốn, ý muốn của anh là sẽ ra tầm khoảng 500.000 một cây. Nếu mà quý vị các bạn mà có nhu cầu mua số lượng lớn, mua xô hay như nào, thì có thể liên hệ với anh qua số điện thoại trên tiêu đề. Đấy, cái lô này thì anh mới mang về. Nói chung là quý vị các bạn cứ yên tâm là sẽ cây này đã được đánh và đảm bảo bầu bọc lưới, sẽ không bị no chết chóc gì nữa. Tất cả xung quanh bầu anh đều là bọc lưới hết cả rồi. Còn cái dòng này thì quá là yên tâm rồi, cây đã sống khỏe và dễ rất là nhiều. Đấy, thì quý vị các bạn có nhu cầu mua thì về tại thôn Trấn Đông, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, và liên hệ theo số điện thoại ở trên đầu tiêu đề mình đã để, và liên hệ trực tiếp gặp anh Hiệp nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những clip sau.